Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thí sinh tiếp theo, bạn này tên là Trần Khánh Ly. Bài hát của bạn ấy viết về cô Xúy Vân trong một cái tích chèo cổ của Việt Nam. Và có lẽ là đây xuyên suốt trong một cái chương trình Sing My Song từ đầu đến giờ, đây là một cái bài hát gọi là dân gian đương đại đầu tiên được lọt vào trong đến tận cái vòng này. Tôi thật sự là rất là trân trọng bạn ý, bởi vì những người hướng về dân tộc một cách đầy văn minh, đầy hiện đại và một góc nhìn rất trẻ trung thì luôn luôn được những sự ủng hộ đến cháy bỏng từ trong tâm hồn của Lê Minh Sơn. Sau đây quý vị và các bạn sẽ nghe bài hát mang tên Chờ Chàng. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Trần Khánh Ly trên sân khấu của Sing My Song.
Chúc mừng Trần Khánh Ly đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Cho anh nghiêng mình trước em. Tất cả những gì thuộc về văn hóa dân gian phải nói là rất là xúc động. Và thôi, tôi không biết nói gì nữa. Tôi cũng yêu em và tôi rất yêu em. Cảm xúc của bạn như thế nào sau khi thể hiện xong bài hát vừa rồi? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến 4 vị huấn luyện viên và các vị trong hội đồng bình chọn. Và em xin là gửi lời cảm ơn đến ban nhạc đã chọn cho em một thi thật là tốt tuyệt vời ạ. Và ngày hôm nay thì thực sự là em được đứng ở đây và em được thể hiện bài hát này. Và được huấn luyện viên Lê Minh Sơn đã động viên em để em có thể là chính mình, được thể hiện bài hát của mình. Và em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là một cái vở trầu cổ Kim Nham khá là lâu rồi. Và nói về một cô gái tên là Xúy Vân. Nhưng ngày xưa thì khi mà cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Và cha mẹ đã gả cô cho một chàng trai tên là Kim Nham. Cô gái này thì lúc nào cũng chỉ mong muốn một cuộc sống hạnh phúc gia đình. Thế nhưng mà chàng Kim Nham này thì lúc nào cũng thích là mình sẽ đỗ đạt làm quan. Chính vì thế mà cái câu mà bông bông dắt bông bông díu có nghĩa là hai cái người này lúc nào cũng dắt díu lấy nhau, nhưng mà hai cái tâm hồn nó khác nhau, vì thế mà xa xa lắc xa xa líu. Khi mà Kim Nham đỗ đạt làm quan rồi thì Kim Nham lại mong muốn rằng là mình sẽ có những cái người vợ lẽ nữa. Nó hoàn toàn khác xa với những cái gì mà cô Xúy Vân này mong đợi. Khi mà lúc đấy thì cô đã gặp Trần Phương, và Trần Phương là một người mà đem lòng yêu cô đấy. Xúy Vân là hãy giả điên đi để cho là Kim Nham sẽ ký vào cái tờ giấy là hủy hôn ước. Thế và khi mà cô này nghe theo và giả điên thì Kim Nham đã ký vào. Thế tuy nhiên thì Trần Phương lại là một cái anh chàng mà còn trăng hoa hơn và chỉ muốn là chơi đùa với cô này thôi. Thế và cô ấy đã thực sự là hóa điên và nhảy xuống sông để tự vẫn. Phải nói rằng là mượn cái chất liệu từ âm nhạc truyền thống hoặc là cái sân khấu truyền thống, gửi gắm vào đó thông điệp của ngày hôm nay và cái góc nhìn của mình có thể là mới hơn. Đó là một cái điều mà những người làm nghệ thuật nên lưu tâm, nói lên cái tiếng nói của mỗi một thời đại. Đó là cái nhiệm vụ của những người nghệ sĩ. Hơn ai hết, tôi là một cái người vô cùng yêu mến nghệ thuật truyền thống, cho nên là tôi chắc chắn rằng là tôi phải ủng hộ và yêu mến những cái sự sáng tạo của bạn trong tiết mục này. Lại một lần nữa, tôi cũng xin giống như anh Lê Minh Sơn nghiêng mình để cảm phục cái bài hát của bạn. Tôi cũng xin được chia sẻ thế này. Bố Giáng Son là nhạc sĩ Hoàng Kiều, chính là người viết nhạc nền cho vở Xúy Vân. Đây là một trong những vở kinh điển của nghệ thuật chèo. Và tôi thì hoàn toàn rất là thuộc những cái vở chèo như thế này. Phần mà Xúy Vân giả dại là sự sáng tạo của rất là nhiều các nghệ nhân khác. Và đấy cũng là cái phần biểu diễn mà khó nhất, thách thức nhất đối với diễn viên chèo. Tôi rất thích cái phần mà bạn lấy từ cái chất liệu âm nhạc của làn điệu chèo, đó là cái bông bông dắt bông bông líu. Nó vẫn là có cái âm hưởng đấy, nhưng mà bạn tạo thành một cái chất liệu âm nhạc mà rất là hiện đại. Tôi quả thực là tôi thích bài hát này nhất. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Giáng Son. Cá nhân anh thì cũng vẫn đang duy trì một cái trách nhiệm là vẫn gìn giữ những cái vốn cổ. Trong cái cách triển khai âm nhạc của em ở đây thì em hoàn toàn là một cái âm hưởng mới. Tức là các cách dùng lời thì em dùng lời cổ thôi. Và chỉ có riêng cái đoạn đầu, đoạn mở, cười các thứ thì đúng là có cái âm hưởng của trong cái trích đoạn đấy. Thì nếu như mà em có cơ hội và em vẫn làm tiếp theo những cái xu hướng này thì anh mong muốn rằng lại hướng ra phía ngoài hơn nữa. Những cái bạn trẻ như bây giờ các bạn hiểu rất là rõ này, các bạn rất là yêu cái nghệ thuật truyền thống, thì tất cả những cái đó thì là những cái điều rất là trân trọng. Và cái phần diễn hôm nay thì đúng là cũng có các cái đánh mắt rồi các thứ này. Cái này là đánh mắt ở trong của cái nhân vật đó là rất khó. Anh nghĩ là rất rất khó đấy. Em cũng đã làm được những cái đánh mắt đấy, anh rất là thích. Cái đoạn cười đấy khá là đạt. Vâng, cảm ơn ba Thủy huấn luyện viên. Thật ra thì viết về âm nhạc dân gian rất khó, bởi vì ông bà mình đã để lại những cái nét nhạc như vậy rồi. Nếu viết dân nhạc dân gian mà không khéo thì toàn nghe thấy dân gian, không chả thấy cái mình đâu cả. Nếu nội lực của mình mà yếu thì sẽ bị âm nhạc dân gian hủy diệt chết. Âm nhạc dân gian là tinh hoa, là tinh túy nhất mà ông bà đã để lại hàng bao nhiêu trăm năm rồi. Ông Nguyễn Cường với bài Nét ca trù ngày xuân thôi, thì hôm nay bạn cũng là một nét của cô Xúy Vân, và rất là cảm ơn bạn, mình rất là xúc động. Xin cảm ơn huấn luyện viên Lê Minh Sơn. Từ phía hội đồng bình chọn thì chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của một nhạc sĩ trước. Xin mời nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh ạ. Trước đây Quỳnh là một fan rất là cuồng nhiệt của chương trình Bài Hát Việt, và những dòng nhạc như thế này đã khiến cho mình lúc đó rất là bất ngờ và rất là mở mang. Bây giờ đã rất là lâu rồi mới nghe được ca khúc mà cái màu sắc như này, nó trọn vẹn như này. Điều thứ hai là bạn trình diễn quá xuất sắc. Như Quỳnh hay anh Hoàng Tôn ở đây thì đều là những người mà làm nhạc thiên về phần giải trí, nhưng mà khi mà được lắng nghe một cái gì nó đạt tới đỉnh của cái sự hoàn hảo về giọng hát và phần trình diễn như này thì cảm thấy rất là nể phục. Tiếp theo nữa là phần phối của anh Hoài Sa. Mọi thứ khi mà bạn điên rồi
cái câu khúc cuối thì piano làm nhẹ lại và lúc đó mới trở lại con người của mình thật đấy. Giống như lúc mà mình tỉnh được một chút trước khi mình nhảy xuống sông. Cảm thấy rất là hợp lý. Lúc nãy mình cứ nghĩ là hồi xưa có cô Khánh Ly là nàng thơ của bác Trịnh Công Sơn. Bây giờ cô Khánh Ly này chắc của nàng thơ của huấn luyện viên Lê Minh Sơn quá. Xin chúc mừng Khánh Ly đã thực hiện ca khúc rất tuyệt vời này. Rất là tuyệt vời cho một thí sinh ở trên sân khấu khi mà hát một ca khúc và nhận được một lời nhận xét rất là xác đáng, đồng điệu như thế. Vâng ạ, nhạc sĩ Minh Châu. Anh cũng là một cái người rất là trân quý cái tinh hoa âm nhạc dân tộc của mình. Thì anh chỉ có một cái so sánh như thế này. Cái tuồng Suy Văn Dài Dài này thì đây nhạc sĩ Phạm Duy trước đây nửa thế kỷ đã dựng cái nhạc cảnh Suy Văn Dài Dài rồi. Anh đã nghe cái đó và hôm nay coi em diễn thì mình thấy một điều rất đáng mừng là vì dòng chảy âm nhạc nó sẽ biến chúng ta luôn luôn thay đổi và phát triển lên. Cái bài của em viết và em biểu diễn nó đầy kịch tính bởi vì nó có tiết tấu. Và xin một lần nữa cảm ơn câu sáo, tuy chỉ điểm xuyết ít, tiếng sáo của nghệ sĩ Khánh Tường đã kết nối quá khứ đến hiện đại. Và anh nghĩ rằng tiết mục của em là một tiết mục gây ấn tượng rất mạnh đối với riêng anh. Không gì bằng cái việc là chúng ta thể hiện một ca khúc ra và có những người hiểu nó, trân trọng nó đến thế. Bây giờ chúng tôi chờ đợi số điểm từ phía hội đồng bình chọn. Ở hàng đầu tiên ạ, xin mời ạ. Và chúng ta được 10 trên 11 điểm. Xin chúc mừng Ly. Ở hàng thứ hai thì sao ạ? Xin mời. 7 trên 10 ạ, không tệ một chút nào ạ. Và như vậy là Khánh Ly đã có 17 trên 21 điểm từ hội đồng bình chọn của chương trình. Cảm ơn bạn. Một lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại phần công bố kết quả nhé.